Ngọc Thảo và bạn trai Việt Kiều chính thức xóa tan tin đồn tan vỡ. Việc thể hiện tình cảm ngọt ngào của cặp đôi trong thời điểm này khiến các fan rất phấn khích. Thời gian qua, người hâm mộ rất lo lắng trước mối quan hệ của Ngọc Thảo và người yêu điển trai. Bởi lẽ cả hai vừa chỉ công khai tình cảm cách đây vài tháng, nhưng gần đây người đẹp lại chia sẻ dòng trạng thái yêu thích cuộc sống độc thân, đang ế và không muốn lấy chồng. Status của Ngọc Thảo đã từng khiến các fan đứng ngồi không yên và luôn mong muốn được biết sự thật. Tuy nhiên, cả hai đều không lên tiếng bất cứ điều gì về câu chuyện này. Mới đây nhất, cặp đôi này có hành động cực thân mật trên Instagram. Theo đó, bạn trai Ngọc Thảo, Christian đã bất ngờ đăng tải hình ảnh họ hôn nhau nồng nhiệt và kèm theo cả lời ngọt ngào. Anh chia sẻ, cô ấy hỏi anh đang cảm nhận tình yêu như thế nào. Tôi trả lời cô ấy, giống như mọi thứ tôi từng mất đã quay trở lại với tôi, sinh nhật vui vẻ. Việc chia sẻ khoảnh khắc tình tứ hết sức như thế này chính là cách phản hồi tốt nhất trước những thông tin tan vỡ. Cả hai còn có phần đối thoại qua lại hết sức tự nhiên ngay bên dưới bức ảnh. Trong khi đó, Ngọc Thảo cũng tiếp tục đăng tải hình ảnh cực đáng yêu bên cạnh bạn trai soái ca. Có thể thời điểm cô nàng yêu thích, cuộc sống độc thân không muốn lấy chồng rơi vào giai đoạn giận dỗi nhau và bây giờ đã yêu thương mặn nồng trở lại. Vào cuối tháng 3 2018, khán giả khắp nơi đang rất xôn xao khi thấy hot girl Ngọc Thảo bất ngờ đăng tải loạt ảnh hạnh phúc bên người yêu mới. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, cô đã nhanh chóng xóa đi và các bức ảnh trên mạng xã hội đều do mọi người nhanh tay chụp lại. Người yêu mới của Ngọc Thảo điển trai lịch lãm khiến bao cô gái phải suýt xoa. Được biết anh chàng tên là Hải hay còn gọi là Christian. Hiện tại Christian đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Praha, Cộng hòa Z. Những người đẹp phi biết đánh đá phủ nhận giao kéo khiến anti-fan câm nín. Kiều Anh, dù không hoạt động nghệ thuật nhiều, cuộc sống của ca nương Kiều Anh sau kết hôn vẫn được công chúng quan tâm. Sau khi sinh em bé, gương mặt của Kiều Anh cũng trở nên thanh thoát, sắc sảo hơn. Chính vì sự khác biệt này mà nhiều người nghi ngờ cô nàng đã giao kéo. Khi trò chuyện trên Instagram về chủ đề này, Kiều Anh đáp một câu xanh rờn, ai phát hiện gọt biếu ngay 10 tỷ. Hồ Ngọc Hà được mệnh danh là nữ hoàng giải trí của showbiz Việt. Nữ ca sĩ sở hữu ngoại hình cuốn hút với đôi chân thon dài, gương mặt luôn toát lên vẻ rạng ngời. Tháng 9 2016, bức ảnh quá khứ của nữ hoàng giải trí đăng tải gây tranh luận. Nhiều người còn soi mói cho rằng cô đã đụng chạm giao kéo. Đáp trả Hà Hồ dùng thái độ cứng khi bình luận, xin lỗi em, chị chả làm cái gì, với chị mà làm, chị nói luôn. Nữ ca sĩ còn nhắn nhủ tới người tố cáo cô giao kéo rằng, em làm không chỉ đầu tư cho, nếu ra thảm họa thì ráng chịu nhé. Bảo Thi, từ cuộc thi The Remix New Grand Nation, nhiều người bất ngờ với nhan sắc khác lạ của Bảo Thi, công chúa bong bóng nhiều lần bị soi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Đáp trả điều này, Bảo Thi bức xúc nói, tôi sẵn sàng thưởng 10 tỷ đồng cho ai có bằng chứng tôi phẫu thuật. Nếu gặp tôi ngoài đời thật, mời người đó tha hồ vặn vẹo gương mặt tôi để biết thật hay giả. Nếu như tôi có làm, tôi sẽ không dám mạnh miệng như vậy đâu. Đẹp nhân tạo hay đẹp tự nhiên đều là đẹp, tôi sẽ nhận nếu có làm. Tính tôi rất ghét sự giả dối không thành thật. Không lẽ bây giờ tôi phải nhận điều mình không có thì thiên hạ mới vừa lòng. Minh Tú, sự khác lạ trong một số góc ảnh của Minh Tú cũng đưa cô vào diện nghi ngờ giao kéo. Đáp trả lại tin đồn, siêu mẫu châu Á từng thẳng thần. Các bạn nói tôi cắt mắt, bơm môi, sửa mũi, độn cằm, gọt hàm, khoét mắt, độn ngực, bơm mông, các xương sườn phẫu thuật hàm hô. Bác sĩ nào có thể làm một cách tự nhiên, không giấu vết như vậy. Hoàng Thùy, bị cho là đã chỉnh sửa mũi cằm, Hoàng Thùy đáp trả cực gắt. Bất đồn cô gái sửa mặt, sửa tùm lum đi nha mấy chế. Cô gái đi thi hoa hậu xong, tưởng được hóa giải tin đồn sửa rồi, giờ lại thêm đồn nữa. Chắc tăng 6kg thì không khác à, với người ta nói tâm sinh tướng đó mấy chế ơi. Cô gái mà ăn được ngủ được, cô gái tăng 10kg nữa đẹp lồng lộn lắm mà nha, cô gái chỉ muốn sống yên bình thôi. Thạc sĩ từng đánh xong ly dị vợ vẫn được Trấn Thành mai mối cho người yêu quá xinh đẹp. Chia sẻ với Trấn Thành, nam ứng viên tiết lộ anh từng ra tay tát vợ trong quá khứ và nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ vì người cũ quá mê tín. Sau những tập mắt tay mai mối cho cặp đôi trẻ bén duyên nhau, ở đại chiến cánh rể tuần này, Trấn Thành tiếp tục trổ tài tác hợp của mình với những ứng viên từng lỡ một lần đò. Nam ứng viên xuất hiện trong số đặc biệt này là thạc sĩ nghệ thuật Trần Được. Ở tuổi 33, Trần Được từng một lần gian dở hôn nhân và hiện đang là bố của một bé gái xinh xắn.
Chia sẻ với nam MC, Trần được tiết lộ lý do khiến anh và vợ cũ rạn nứt vì mâu thuẫn, lối sống ngày càng nhiều, căng thẳng mẹ chồng nàng dâu và vì mê tín. Đến giờ tôi vẫn ám ảnh khi người ta nói tuổi này tuổi kia không hợp nhau, nam ứng viên bộc bạch. Đến chương trình Thạc sĩ nghệ thuật mong muốn tìm được một người vợ truyền thống hiền diệu và biết vun vén cho gia đình. Mong ước của anh nhanh chóng bị các phụ huynh vùi dập. Không những thế, việc chia sẻ quá khứ từng tác vợ cũ khi xảy ra mâu thuẫn khiến nam ứng viên nhận phải cái nhìn khắt khe từ phía các cô gái. Tuy nhiên anh thừa nhận lỗi lầm và hứa sẽ sửa chữa để không xảy ra trong tương lai. Thạc sĩ Trần Được cho biết anh từng bỏ ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp để chuyển sang nghiệp múa rối, để chẳng phải ôm ai khác ngoài vợ mình. Trước lời bộc bạch từ phía nam ứng viên, một cô gái bất ngờ hỏi anh đã từng thử níu kéo vợ cũ chưa. Đáp lại, Trần Được thú nhận từng ly thân rồi, cố quay trở lại rồi hòa giải. Nhưng tưởng sau cãi vã Trần Được và vợ cũ sẽ có cuộc sống tốt hơn, nhưng mâu thuẫn ngày càng lớn nên không thể cứu vãn. Dù có quá khứ buồn, song lời tâm sự thành thật của ông bố gà trống nuôi con khiến các cô gái cho rằng tình cảm Trần Được dành cho vợ cũ vẫn còn đong đầy. Về phía các gia đình, một đại diện không khỏi lo sợ cho rằng theo thời gian Trần Được sẽ quay lại với vợ cũ nếu cô ta nghĩ lại mà bỏ rơi người hiện tại. Cũng trong chương trình, Trần Được cho biết trong gia đình phải có người nhún kẻ nhường. Nếu vợ thành công hơn, anh sẵn sàng lùi về sau để vun vén cho mái ấm, chứ không bỏ mặc như trước. Sau cuộc tuyển chọn căng thẳng, chàng thạc sĩ nghệ thuật và cô gái Thanh Vi, người duy nhất bên vực nam ứng viên, bất ngờ phải lòng nhau. Ngay khi gặp mặt, Trấn Thành chất vấn, em nghĩ anh ta có quá nhiều quá khứ làm cho em chùn bước không? Tâm sự với ông Mai, cô gái này thẳng thắn, đến giờ phút này rồi bản thân em hay là anh ấy đều trải qua rất nhiều, ai cũng có quá khứ, nhưng nhiều khi cái đó sẽ khiến cho mình có kinh nghiệm hơn. Nhan sắc nóng bỏng của em gái mưa hot nhất mạng xã hội, tình địch đáng gờm của Nhã Phương. Nhan sắc đời thường của Tam Triều Dân không hề lép vế chút nào so với Nhã Phương. Trong bộ phim truyền hình Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Tam Triều Dân thể hiện vai diễn cô gái mồ côi có số phận đáng thương, vướng vào mối tình tay ba với Lương Thế Thành và Nhã Phương. Mặc dù tạo hình trong phim gần như mộc hoàn toàn, nhưng nhan sắc của Tam Triều Dân vẫn để lại ấn tượng khiến nhiều người phải suýt xoa. Sau 2 năm vắng bóng để tập trung học tập, Tam Triều Dân sẽ gặp lại khán giả màn ảnh nhỏ của vai diễn trong phim Ngày Ấy Mình Đã Yêu, hợp tác cùng Nhã Phương và Lương Thế Thành. Nữ diễn viên ngoài đời theo phong cách gợi cảm khác hẳn với tạo hình trong phim. Tam Triều Dân không còn là cái tên xa lạ với công chúng, mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng cô đã sở hữu không ít vai diễn. Với nét diễn tự nhiên chân phương, Tam Triều Dân đã tạo nên những dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim truyền hình. Cô nàng sở hữu gương mặt mang nét trong sáng ngọt ngào. Từng có hình ảnh trong sáng nhưng gần đây, Tam Triều Dân thử sức với nhiều phong cách mới mẻ và trưởng thành hơn. Vẻ đẹp gợi cảm của nữ diễn viên 20 tuổi. Những đường cong nóng bỏng của cô nàng khiến nhiều người phải ghen tị. Cô được công chúng kỳ vọng là một diễn viên thuộc lớp kế cận của điện ảnh Việt. Đôi chân dài nuột nà trắng trẻo của Tam Triều Dân. Là một cô gái không ngừng học hỏi và có niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất, Tam Triều Dân hứa hẹn sẽ còn vươn xa hơn trong tương lai. Lại bị Duy Mạnh đá xéo, Tuấn Hưng hành động gây bất ngờ. Phản ứng của Tuấn Hưng trước đoạn bình luận đầy ẩn ý, được cho là của Duy Mạnh khiến fan bất ngờ. Qua đây có thể thấy mối quan hệ giữa Duy Mạnh và Tuấn Hưng không còn căng thẳng như trước. Trước đây đã có khoảng thời gian, mối quan hệ của Duy Mạnh và Tuấn Hưng khá căng thẳng. Cả hai liên tục đá xéo, khích bác nhau trên trang cá nhân. Nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định dừng lại mọi chuyện. Nhưng những mâu thuẫn trong quá khứ vẫn bị fan của hai ca sĩ khơi lại. Mới đây trên trang cá nhân, Duy Mạnh chia sẻ, cho mình hỏi chút, mình cứ lấy người bệnh ra chọc ghẹo, làm cho người bệnh tức điên lên, rồi tự khỏi bệnh, như thế thì mình có phải là người ác không nhỉ? Nghe phía dưới một cư dân mạng bình luận, đúng là làm ơn mắc oán anh nhỉ, không có anh sao khỏi được bệnh vậy nến được. Trước bình luận này, người được cho là Duy Mạnh đáp lại, hoàng tử ếch đỏ sống có tâm, khinh, kèm theo đó là hình ảnh của Tuấn Hưng mặc trang phục màu đỏ. Trước đó, Tuấn Hưng cũng từng công khai chia sẻ bản thân bị mắc bệnh vẩy nến. Thế nhưng hiện tại, căn bệnh này của nam ca sĩ đã được chữa khỏi một phần. Qua đoạn trả lời bình luận, nhiều người hoài nghi mối quan hệ giữa Duy Mạnh và Tuấn Hưng vẫn còn căng thẳng. Với phát ngôn khá đụng chạm này, nhiều người rất tò mò chờ xem Tuấn Hưng sẽ đáp lại như thế nào. Thế nhưng khi đọc được đoạn bình luận này, dân mạng khá bất ngờ trước phản ứng của Tuấn Hưng. Nam ca sĩ nắm lấy tay anh cho rằng đây là nick ảo và mục đích của người này là muốn anh và Duy Mạnh xích mích.
Tuấn Hưng tỉnh táo khi có người gửi đoạn bình luận được cho là của Duy Mạnh cho mình. Trước hành động này của Tuấn Hưng, Duy Mạnh cũng có thái độ xuống nước khi có dòng bình luận giải thích với người hâm mộ, để ý rằng anh chỉ trêu chọc cho vui chứ không có ý định gây sự với ai. Chơi Facebook thì phải chấp nhận. Cho bọn fan nói đùa, rồi mình tìm cách đùa lại. Bọn trẻ bây giờ chúng nó tinh nghịch oái âm. Nó chọc mình tức lên, chửi bới hàng học thì là ngu. Nó lại bảo là mấy thằng ca sĩ già hết thời, bị bọn bố chọc cho tức. Rồi nó cười vào mặt cho, anh năm nay 43 tuổi mà anh vẫn vô tư hồn nhiên, cho chúng nó chọc thoải mái, Duy Mạnh viết. Sau đó ca sĩ Duy Mạnh cũng lên tiếng nhắn nhủ đến fan không được nhắc đến bệnh vẩy nến nữa, bởi vì chuyện này mà hai anh em suýt hiểu lầm nhau. Phi Thanh Vân bất ngờ đưa con trai đi du lịch Vũng Tàu cùng người đàn ông lạ mặt. Nhiều người bất ngờ khi thấy mẹ con Phi Thanh Vân đi dạo biển cùng một người đàn ông chưa từng xuất hiện trước đây. Sau khi ly hôn chồng trẻ Bảo Duy, Phi Thanh Vân quen thêm một vài người đàn ông khác nhưng đều không đưa lại kết quả như mong muốn. Tuy vậy, nữ hoàng giao kéo vẫn tự chăm sóc cuộc sống của mình và con trai rất chu đáo. Cô từng không ít lần khoe nhà lầu xe hơi tiền tỷ cùng nhiều tài sản giá trị mà không cần đại gia chống lưng. Phi Thanh Vân hiện đang là chủ thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình, đồng thời rất hay được mời đi sự kiện với giá đắt đỏ. Cách đây ít lâu, người đẹp từng có ý định lập gia đình với danh nhân Triệu Văn Dương nhưng sau đó chia tay do không tìm thấy tiếng nói chung. Nhiều người nghĩ Phi Thanh Vân sẽ lẻ bóng một mình tới già, nhưng mới đây cô bất ngờ xuất hiện bên một người đàn ông lạ mặt ở biển Vũng Tàu. Trong clip livestream trên trang cá nhân, hai mẹ con nữ hoàng giao kéo trông rất vui vẻ trong chuyến đi ba người. Có thể thấy người đàn ông bí ẩn rất quan tâm con trai của Phi Thanh Vân. Anh cẩn thận quay clip cho hai mẹ con và dắt bé Tấn Đức đi dạo vải biển rất tình cảm. Nhiều người tin rằng sau những đổ vỡ trong hôn nhân thì đây là lúc nữ hoàng giao kéo mở lòng mình để đón nhận thêm mối quan hệ mới. Phi Thanh Vân tự tin để mặt mộc khi dạo biển cùng con trai. Hai mẹ con thích thú vui đùa trong gió biển mát lạnh. Con trai Phi Thanh Vân được người đàn ông lạ mặt chăm sóc chu đáo.